Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3. Người căn dặn, để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn, phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, thêm xuân. Nói chuyện tại Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ 3 năm 1962, Bác nêu rõ, dưới chế độ thực dân Pháp, dù chúng khủng bố tàn nhẫn và nuôi nấng thứ văn chương nịnh Tây, nhưng ở nước ta vẫn có văn chương cách mạng. Văn chương cách mạng như những thơ ca của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và những người yêu nước khác thì bị gọi là cấm vật. Nếu không giữ được bí mật thì người viết cũng như người xem đều bị bắt bớ tù đày. Tuy vậy, vì quần chúng sẵn lòng ghét Tây và yêu nước, cho nên những thơ ca ấy đã được truyền tụng trong dân gian và đã có tác dụng cổ động tinh thần cách mạng. Sinh thời, Bác luôn xem văn nghệ là một hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Bác khẳng định, từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta được giải phóng, thì những người văn nghệ cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng của mình, góp phần vào công cuộc kháng chiến và xây dựng Tổ quốc. Bác yêu cầu đội ngũ những người làm công tác văn nghệ cần sáng tác các tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, phản ánh đầy đủ các vấn đề xã hội và khẳng định quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta. Những tác phẩm ca tụng chân thật, những người mới, việc mới, chẳng những để làm gương cho chúng ta ngày nay mà còn để giáo dục con cháu ta đời sau. Khen hay chê đều phải đúng mức. Khen quá lời thì người được khen cũng hổ ngươi, mà chê quá đáng thì người bị chê cũng khó tiếp thu. Cùng với nội dung chân thật và phong phú, các tác phẩm cần có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem rồi thì có bổ ích. Bác khuyên các văn nghệ sĩ chớ mượn chữ Hán quá nhiều, thậm chí có khi chữ tạc vạc ra chữ tổ. Khi viết phải cẩn thận hơn, tránh viết những câu kỳ khôi như no cơm áo, cười thanh thanh. Đồng thời, Bác khẳng định văn nghệ không chỉ phản ánh những gì trong thực tiễn mà còn hướng nhân dân tới chân thiện mỹ, loại bỏ cái giả dối, cái ác, cái sai, đem lại những chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của quần chúng. Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ thái độ khiêm tốn, phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp, phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ, thêm xuân. Bác mong các văn nghệ sĩ đồng lòng chung sức xây dựng văn nghệ của ta ngày càng phong phú về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xứng đáng với cả dân tộc đang anh dũng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và thống nhất. Vâng lời Bác, lớp lớp thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần tạo nền tảng tinh thần vững chắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng trăm nghệ sĩ đã được tặng các giải thưởng cao quý như Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ đã phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, bảo vệ và phát triển đường lối. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ đến nay vẫn là ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.